Thưa quý vị, với mong muốn tạo sân chơi hè hấp dẫn, ý nghĩa cho thiếu nhi vừa qua, Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Hội chợ mùa hè nằm trong chuỗi các hoạt động chào hè năm 2022 với nhiều hoạt động trải nghiệm, sáng tạo phù hợp với lứa tuổi của thanh thiếu nhi. Chương trình đã thu hút hàng trăm phụ huynh học sinh tham gia. Từ sớm, không khí tại khuôn viên Bảo tàng Đà Nẵng đã sôi nổi, nhộn nhịp, đặc biệt tại cấp sân diễn ra hoạt động Thương gia nhí. Với hoạt động này, các bé sẽ trực tiếp vào vai một thương gia nhí thực thụ, từ trang trí quầy hàng, quảng cáo, bán hàng hoặc trao đổi sản phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi, sách vở, sách truyện, thực phẩm với các bạn khác. Hôm nay thì con tham gia cái hội chợ thì con có chuẩn bị những cái đồ mà tất cả là đều là những người nhà làm hết. Con cũng muốn học thêm về cách bán hàng, cách thu tiền và làm sao để kêu gọi khách tới để mua hàng cho mình . Khi mà đăng ký cho bé tham gia hội chợ ngày hôm nay thì mình mong muốn để cho các bé có thể có những cái hoạt động vui chơi bổ ích ngày hè và có thể tham gia các trò chơi dân gian ở đây, các hoạt động mà bảo tàng tổ chức. Bên cạnh đó, hoạt động trải nghiệm nhà khảo cổ học nhí là hoạt động mới, thú vị dành cho các em thanh thiếu nhi. Tại góc khám phá, các em sẽ được trải nghiệm khai quật khảo cổ học và xử lý hiện vật với những công cụ thực tế. Đây là cách giúp các em vừa chơi vừa học, hiểu được phần nào công việc khảo cổ và bảo quản những giá trị lịch sử văn hóa của các cán bộ bảo tàng. Mình nghĩ đây là cái hoạt động mà rất là thú vị cho các bạn trẻ, đặc biệt ở cái thành phố Đà Nẵng của chúng ta. Và mình nghĩ trong tương lai, nếu mà chúng ta có thể tạo tiếp những cái sân chơi như thế này cho các bạn trẻ thì đấy là một cái hòa nhập vào thế giới được nhanh chóng hơn và các bé được tạo ra một cái sự liên kết chặt chẽ với các bạn trẻ khác, không những trong nước mà ngoài nước. Ngoài ra, chương trình còn có thêm các hoạt động như ngẫu hứng trống, góc sáng tạo, tủ sách thiếu nhi và các trò chơi dân gian hấp dẫn, qua đó giúp trẻ tôi luyện kỹ năng, học hỏi những kiến thức từ thực tế, được hòa mình với thiên nhiên. Đặc biệt, hội chợ là cơ hội để trẻ giao lưu, tương tác trực tiếp với các bạn cùng trang lứa. Thì hướng đến cái việc xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng không chỉ là một cái điểm đến dành cho du khách tham quan, mà Bảo tàng Đà Nẵng còn là một trong những cái địa chỉ đỏ cũng như là một cái sân chơi thường niên, thường xuyên dành cho thiếu nhi. Thì việc tổ chức những hoạt động mà trải nghiệm khám phá như thế này thì Bảo tàng Đà Nẵng cũng sẽ liên tục nghiên cứu tổ chức để nhằm đa dạng hóa các hoạt động của bảo tàng cũng như làm mới những hoạt động của bảo tàng để bảo tàng ngày càng trở nên là gần gũi, thân thiết hơn đối với tất cả mọi người và đặc biệt là các em thiếu nhi. Nhiều hoạt động xã hội sôi nổi, ý nghĩa dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn được các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện thường xuyên. Đồng thời, sự đồng hành của bố mẹ sẽ kết nối các thành viên trong gia đình, giúp các em biết yêu thương, trân trọng khoảng thời gian này hơn. Để kỳ nghỉ hè thực sự là thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trước khi các em bước vào năm học mới.